Sau đây là hướng dẫn sử dụng cần UWAND. Tôi chắc là sẽ mở cần từ đây. On up. Chúng ta tắt mở nguồn tại đây. Con sẽ khởi động và sẽ hiện lên phím rất nhanh. Ở trên đây ta thấy tất cả các phím total, mở cộng, mở trừ, chuyển đổi đơn vị, chức năng hai lô, T, cân bằng zero, mở C, B và các số thứ tự từ 0 cho tới 9. Chỉ còn thiết kế đơn giản không chắc. Ta có thể đặt cái đĩa cầm này. Ta có thể đặt phải suy nghĩ này. Độ lượng rất nhanh. Con có chức năng cộng dồn. Năng cộng dồn một lần. Phím zero trừ bảy hoặc phím T hoặc chức năng hai đâu để xét từng điểm. Ta muốn báo cần nhảy ở bao nhiêu chế độ, dù quán 3 ký báo, 2 trên 10 ký báo. Tít. Dưới 3 phim. Số 1 thiết kế còn đơn giản. Mô đề nằm ở cũng được. Sản phẩm do công ty cần tự việc nhật.